À, xin chào tất cả các bác các bạn các anh chị đam mê câu cá hôm nay em lên sóng cho bác một số mẫu cần tầm trung tầm cao đối với các bác mà yêu thích gọn gàng cần rút à, nào cần thì alo cho em và trong đầu video em có chia sẻ luôn với bác này nhiều bác nhiều thành phần nói thẳng thế nhanh vào bình luận nào thì bán đắt rồi toàn cần đều đó thật các bác này đối với những thằng như vậy em gọi thằng nó dễ vì nó không tôn trọng mình thì mình không phải tôn trọng người khác Đối với anh em tôn trọng em thì em cực kỳ tôn trọng luôn Không có tiền thì sủa nhăng sủa bậy Chứ còn Người có tiền mà có kiến thức về đồ câu Thì người ta hiểu được giá trị của cây cần Nói thẳng các bác thế Nhiều thằng nó nghĩ là nó sang bên Nhật Nhật được cần về nó thật các bác Nếu mà Nhật được cần ấy Thì em chỉ ăn mới sang bên đấy Nhật cần về bán cho anh em này. Nó giàu nhanh lắm Mỗi cần Nhật được bán được mấy triệu Thậm chí mười mấy triệu thì ai chẳng muốn Nhật còn hơn cả đi đi đào vàng ấy chứ nhiều thằng nó phát biểu câu rất là ngu luôn thứ hai nữa là đắt thay rẻ hàng bãi không có một giá cố định nói thẳng các bác nhanh đấy có những cây em bán 8 triệu nhưng có chỗ nó bán 12 triệu gấp 4 là gấp nên thêm 4 triệu nữa thì 4 triệu nữa vẫn bán được nên không có chuyện phân biệt ra đắt hay rẻ đây đắt hay rẻ đây là do người nhập về thôi đấy, người ta nhập được rẻ thì sẽ có vài cây bán rẻ còn nhập với giá cao thì bán ra giá cao nó phụ thuộc vào giá man bên Nhật. Nó thấy qua thế. Chứ không ăn tục nó phép được. Chẳng có ai bảo với cần này tôi chỉ bán 3 triệu là 3 triệu. Hôm nay có thể bán 3 triệu, ngày mai có thể bán đến 4 triệu. Đấy, tùy vào mức nhập về. Đấy. Nhưng mà làm cái gì cũng có rủi ro, ngay cả bọn em làm đấy cũng có rủi ro nhá. Còn cần nhập về nhiều khi nó lúc mình mua mình có được xem đâu, không cả được xem luôn. Mua Nhật nhá. Đem về rồi phát hiện ra lứt gãy dập hụt đấy thì bọn em lại bán giá rẻ vì mua 10 đồng thậm chí bán ra chỉ được 7 đồng thậm chí 5 đồng bằng nửa giá trị nhập ban đầu đấy, phải chấp nhận thôi đấy, nhiều nhiều bác nói những câu nó thực sự nó, nó cảm giác nó không có tí kiến thức nào cái hai nó nó đầu óc nó gọi bã đậu thế thôi bác còn anh em nào đã bỏ tiền ra mua cần thì không có ai là người ngu cả khách hàng không có bác nào là ngu cả nó thật bác nhiều thằng nó dám bảo là mẹ Uh, thằng ngu mua những cần này Thực sự chứ Chỉ có những thằng nào ngu Thì mới phát biểu những câu đó thôi Còn những bác nào đã bảo, Dám bỏ tiền ra mua đấy, Thì người ta đã Phải xem xét Là cái mẫu cần đó Có phù hợp với mình không Với giá đó có chấp nhận được không đấy. Thế nên là nói anh em nào đam mê Thì mua thôi Còn ông nào thích rẻ Qua Nhật mua Qua bên đấy mà mua cho rẻ Mà hoặc thậm chí qua Nhật mà nhặt Nhặt về cho nó rẻ Không phải đi mua làm gì Cho nó phí tiền đấy, Còn các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé còn bây giờ em vào luôn mà cần không nói nhiều quá tí các bác này bảo thằng này nó lắm mồm tính nhầm nóng em nói thẳng luôn đấy không phải lăn tăn ở đây em có cây Kamakatsu uh, Duraver nhé Duraver 33405 bản trưng bày đẹp đấy. chưa qua sử dụng driver này chưa qua sử dụng nhé 33425 quen Fuji đây này con này là hàng nội địa nhé hàng nội địa nhé Máy in Japan này Anh em nhìn cái tem là biết là nó hàng nó đẹp như nào Đấy, Khoen Pad Fuji Trang bị dàn khoen ca nhá Khoen ca đây 246 khoen Tính vị khoen các thứ ngon lành Cần, cần như là không có vết xước Mà Thẳng qua cái nó là hàng trưng bày Và nếu có vết xước thì có trình vận chuyển về thôi Đấy, Đầy đủ bao biết Ngon lành, hàng đẹp long lanh 98-99% Nha Giá là quên báo giá nó cho anh em Giá là 9 triệu 200 ngàn Độ cứng BX Thích hợp cho anh em vụt uh, 60 m đổ lại 6-70 m đổ lại Tùy nước nhá tùy nước sâu Chứ không có cố định Em tính là tính 6-70 mét lại là tùy vào mức nước Chứ không phải là nước nào cũng vụt được 3-4 m vụt được hay 5-7 mét vụt được nó lại khác Ở đây em có một cây Spin Power 405 BX nhá BXT Hàng đẹp Hàng đẹp nhá con này giá 11 triệu Trước em có con 10 triệu 8 em bán rồi nhá 10 triệu 8 em bán lâu rồi đấy Còn đây là con này về sau này Giá là 11 triệu nhá Nhưng mà từ giờ đến mùng 2 tháng 9 Hết mùng 2 tháng 9 em uh, Chuyên giảm giá cho em cây này Anh em nào lấy nhá Giá là uh, uh, 10 triệu 800 ngàn 10 triệu 800 ngàn đấy. Hàng đẹp Con này cũng đẹp uh, 97 trên 8% trở lên đấy. Không phải lan tan luôn hàng nội địa nhé spin power 425 Đấy, ngọc trai ngọc trai xanh xanh trắng gọi là xanh trắng đi Đấy, 5 khoen Đấy nha tiếp đến là em có cây tiếp theo các bác nhớ là cái giá mà em hữu nghị cho bác đến hết ngày mùng 2 tháng 9 nhé ngày mùng 2 tháng 9 Đấy, tiếp theo có cây spin power tiếp theo 405 x cây này đẹp tương đối cả cần nó xước có hai 3 vết nhỏ thôi không to đâu đây đây, có hai ba vết này anh em nhìn này to sợi tóc tí nhưng làm gì mà to đâu đây này có vết này, anh em nhìn này Đấy. phải đưa mắt kỹ vào mình nhìn thấy này có những vết đưa mắt kỹ vào mình nhìn thấy chứ không phải là 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 nó xước gì to đâu anh em cái chuôi cần này nó đẹp như này là biết này là cần nó còn rất đẹp chứ không phải là là cần xấu mà con này giá rất là êm luôn Đấy, giá 10 triệu 2 nhé giá 12 10 triệu 2 nhưng mà từ hôm nay cho đến hết mùng 29 giá còn 9 triệu 8, 8 thôi anh em nó bốc nhanh năm quen bx tình trạng này quá ok luôn đấy, đấy. so với con kia anh em giảm được hẳn một triệu luôn đấy. quen pass titanium không khác gì cả nó không long lanh như cái kia và không có bao cần thế thôi đấy. và nó đẹp con con này mà đẹp chín tám chín tám phần trăm thì con này cũng phải được chín sáu phần trăm sáu chín sáu chín sáu phần trăm không kém hơn quá nhiều đâu ạ tương tự bên này một cây okay, spin power 5 quen cũng ngọc chai xanh nhé giá 8 triệu 6, 6 cái này thì còn lớp bọc bóng ở phía chuôi cần vẫn còn nguyên chưa bóc cần thì có xước Đấy. có xước dăm đây một vết này Đấy. hai vết này Đấy. chấm niti ti này to hơn mảnh hơn sợi tóc tí Đấy. còn lại đầy đủ nguyên bản hết Giá 8 triệu 6 nha 8 triệu 6 anh em nào lấy cây này nha Giá còn 8 triệu 2 Chốt nhanh lên hết mồng Mồng 2 tháng 9 nha Đấy. Sau mồng 2 em vẫn lại bán 8 triệu 6 Nói nhanh cho các bác nó vuông Anh em mà nhu cầu thì cứ xem xét Cần thì alo em sẽ gửi chi tiết cho Còn bên này Bên này em có 1 cây um, uh, Proragget của Ruby Subnai 35 4m độ cứng 35 dài 4m nhá giá là 4 triệu rưỡi anh em là thiện chí giá còn 4 ,3 triệu 3 quật nhanh nha. độ cứng AX 35 AX à, xoắn tít lừ à, xoắn tít lừ luôn à, cần còn khá ok chưa hao hột khoen xích đen giá 4 triệu rưỡi anh em là thiện chí từ mùng 29 giá còn có 4 triệu 3 VB nhá hàng nội địa nhá Protaget 35 4m tiếp tục bên này em có mẫu uh, um, 425 BT hàng đẹp nhá hàng đẹp Đây. cần chỉ có một vài vết chấm phẩy rất là nhỏ này đây. đây có một vài vết thôi một hai vết chấm phẩy thôi còn gần như là không có vết gì này nhỉ giá 8 triệu hai nhá khá là long lanh luôn đấy năm năm khoen khoen màu xích sữa màu trắng này giá 8 triệu hai submitter uh, xanh trắng 425 bx sản xuất tại Malaysia nhiều thằng đầu nó rất là đất này anh em này Malaysia là nơi sản xuất nhá Nhưng nhiều không biết mà không biết về cần thì tốt nhất là không nên bình luận vì nhiều ông nghĩ mà Malaysia so với mấy con cần tàu mà nó nhái ấy, hàng nhái hàng giả ấy, nó có bán có triệu mấy hai triệu thì cứ nghĩ những cây này nó giá nó chỉ triệu đến 2 triệu à, người không biết về cần nó khó lắm nói với người ta nó mệt lắm đau đầu lắm tốt nhất là phải lên Google không biết thì nên Google search tìm hiểu thì sẽ có nhiều kiến thức hơn mà cây tiếp theo có cây Jupiter 405 BT nhá Đấy, cây này cũng xanh trắng sản xuất, xuất tại Malaysia Đấy, cũng quen à, xích trắng luôn giá là 6 ,3 triệu ba nhá 6 ,3 triệu ba cây này thì có sức răm anh em ạ có sức răm này Đấy, sức răm này có sức răm này ở phần đốt gốc Đấy, chủ yếu là sức răm phần đốt gốc giá là 6 ,3 triệu ba nhá anh em nào thiện chí giá 6 triệu à, 6 triệu đến hết mùng 29 thế mà làm việc thôi Còn bên này em có cây Submitter 425 CT nha Còn rất đẹp luôn Còn rất đẹp anh em nha Đây, Còn cực kỳ đẹp luôn Giá thì cực kỳ hợp lý luôn Không phải lăn tăn đây giá 6 ,2 triệu 2 Anh em nào thiện chí giá 6 triệu Cây này mà bên khác đang bán là Nó phải 6 triệu 6, 6 triệu 7 mà Người ta mới bán đấy Nó đẹp như này là phải 6 triệu 6, 6 triệu 7 triệu 7 Đây này Nó đẹp này mà anh em nhìn nút gốc là biết này đấy giá 6 ,2 triệu 2 trên giá 6 triệu Đấy, tiếp đến em có cây power 33425V Đấy. bản này thì rất là hiếm luôn xích đen đời cao chứ không phải đời thấp nha đời cao nhé định vị khoen dẫn hướng đầy đủ hết Đấy. bản này thì rất hiếm power T33425V sản xuất main Taiwan này Đấy, anh em nhé giá 5 triệu Đấy. Đấy, nào nhu cầu thì alo em nhé Trước em về mấy cây cơ Bán hết rồi còn mỗi cây Đấy, Bao cát 33425V Cực kỳ hiếm luôn đấy. Con này nó nằm ở phân khúc nào Con này nó nằm ở phân khúc uh, uh, Dưới Sky rút Dưới Sky rút nhé Dưới Sky rút Trên Extra Soup Đấy, trên Extra Soup Trên Nan Soup Dưới Sky Đấy mà bản này rất ít, nó không phổ thông. À, tiếp đến em có cây Daiwa Extra Sup T30 425, còn rất là đẹp. À, còn rất đẹp luôn anh em ạ. À, tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Giá 3 triệu 8, giá 3 triệu 8 nhé. À, giá 3 triệu 8. À, bạn nào có nhu cầu thì alo nhé. Hàng còn rất đẹp luôn. Tiếp đến có cây okay, Submitter EV 450 CX CXT nhá, bản đẹp. Giá 3 triệu 7 nhá, giá 3 triệu 7. Đây. Anh em nào thiện chí lấy từ nay đến mùng 2 tháng 9, giá còn 3 triệu 4 nhá, giá 3 triệu 4. Bản đẹp luôn. Đấy. Bản kém hơn em bán rồi. Đây bản đẹp đây. đây. Sức răm có 1 2 vết này. Bé sợi tóc luôn này. Đấy, tiếp đến em có cây um, Arocat fp 425 ct này, đấy, hàng nội địa nhá 7 màu, hàng nội địa 7 màu, đấy, cần thì có một vài vết sức răm này, đấy. có vài vết sức răm. Giá là 3 ,4 triệu 4, giá cho anh ý là trên 3 ,2 triệu nhá. 3 2 nhé, anh em là alo liên hệ nhé, bản nội địa đấy. 7 màu Arocat 7 màu SP Còn bên này em có cây Submitter FV425 CT Cũng sản xuất, xuất tại Malaysia Hình thức còn khá là đẹp luôn à, Còn khá đẹp Giá 3 6 triệu 6 Anh em là thiện trí giá 3 triệu 3 Giá 3 triệu 3 nhé Đến hết mùng 2 đánh 9 Đấy, Bạn nào cần thì alo em Nha. Giá 3 triệu 3 à, uh, anh em nào tiện trí lấy nha từ dân mua 29 nha còn giá ban đầu 3 triệu 6 nha còn uh, cuối cùng này một cây đai qua VW nha 33425 33425 nha anh em nào lấy alo giá 3 triệu rưỡi hàng chính hãng và bản này em làm được quyền đầu tiên nên em biết rõ nhất về chất lượng cũng như thông số màu sắc độ cứng như thế nào con này thì, thì bản thân bên anh trường vi sinh là là bên đặt để làm mẫu này chứ không phải tự dưng đai qua sản xuất ra mẫu này đâu anh em nhá bác nào mà mua mẫu này thì phải nhớ đến danh chữ vi sinh là người có công đầu tiên đặt đèn móng cho cái mẫu đai qua với cái súp này trên mẫu chữ đen một chữ đỏ nhá Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhá chương trình này kéo dài đến hết mùng hai những mẫu nào mấy em giảm giá chiên bác nào alo thì sẽ có giá như vậy Cảm ơn các bác theo dõi video nhé